cái sứ mệnh của nó là sẽ đóng góp cái việc cho cái ngành du lịch nội địa, nó tăng cái nội lực từ cái việc là sẽ có rất nhiều hoạt động, ví dụ như hoạt động chia sẻ các phương pháp để mình triển khai, hay là những hoạt động như là các cái lớp đào tạo marketing của Bách, và sau này sẽ có thêm nhiều cái hoạt động khác nữa với cái mục đích là để chia sẻ và để mình cùng nhau để biết thêm những cái kiến thức để cho mình làm du lịch hiệu quả hơn, bền vững hơn, và cái ngành du lịch của mình từ đấy còn em hy vọng là nó sẽ phát triển. Đấy là cái sứ mệnh của cộng đồng. Về giá trị cốt lõi thì nó sẽ kết nối những người có tâm, trước tiên là có tâm huyết đối với du lịch, những người có nhiệt huyết, những người có đam mê, thứ hai là những người có tâm, sau đấy là những người có tài, và sau đấy những người có những nguồn lực có thể cùng tham gia, nguồn lực ở đây có thể là công sức, có thể là kiến thức, vân vân, để cùng nhau tham gia và cùng nhau chung tay để thực hiện cái sứ mệnh. Tuy nói là sứ mệnh thì nó hơi lớn lao đối với những người hơi lớn lao, tuy nhiên là đấy cũng là một cái mong muốn, một cái tâm nguyện của những cái người mà thành lập ra cộng đồng. Thì em xin phép được giới thiệu qua mọi người về cái tư tưởng, cái tinh thần của nhóm. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau về cái phương pháp triển khai cái bước marketing hiệu quả cho du lịch nội địa. Thì một cái thực tế rằng là chắc cũng không phải nói lại nhiều nữa về vấn đề mà Covid đã gây ra cho cho thị trường du lịch Việt Nam hay là kinh tế Việt Nam nói chung. Thì tại sao các buổi Facebook này, trước đây là cộng đồng có hai buổi, một buổi là chia sẻ về phương pháp digital marketing, đó là buổi tổng quan, buổi thứ hai là buổi chia sẻ về phương pháp để thực hiện các website đúng và đủ hiệu quả. Thì sau khi buổi đầu tiên tổng quan thì mọi người cũng đón nhận, tuy nhiên là mọi người có chia sẻ rằng là mình nên chia sẻ trực quan hơn, cụ thể hơn để nó hiệu quả, anh em có thể ứng dụng ngay. Thì buổi website đã thấy là gặp được rất nhiều hiệu quả và mọi người phản ứng rất là tốt. Thì tiếp sau cái buổi website sẽ là khi mà mình có một website rồi thì sẽ có cần những cái kênh để mình truyền thông, cần những cái kênh để mình bán hàng. Thì Facebook là một trong những cái kênh mà trong cái thời điểm hiện tại các anh chị inbound chuyển dịch sang làm domestic, các anh chị outbound quay về làm domestic, thì cái kênh nếu mà để bây giờ chúng ta đầu tư một cái kênh mới như xây một cái website thật hoành tráng rồi làm SEO rồi bỏ tiền ra mình chạy AdWords hay là mình làm những cái chiến dịch khác thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng ta chuẩn bị. Thì Facebook chính là cái kênh để chúng ta chuyển dịch trong cái thời điểm hiện tại, chuyển dịch từ inbound sang domestic thì rất là nhanh và hiệu quả. Thì chính vì thế là hôm nay là cộng đồng Việt Nam Touring Marketing and Sales mời Miss Hiền Lương và bạn Bách, chị đều là hai người mà rất là giỏi trong cái vấn đề về marketing nói chung và cụ thể là Facebook. Thì chị Hiền Lương thì VOD, mọi người có thể lên fanpage của VOD có thấy VOD làm rất là bài bản từ hình ảnh, từ nội dung cho đến cái việc mà mọi người chạy. Thì Bách thì là một chị Hiền Lương thì có một cái nhìn, hôm nay sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về Facebook marketing. Còn Bách thì hiện tại Bách đang Bách cũng là người rất là giỏi marketing và thậm chí Bách đang đào tạo về marketing, tuy nhiên là Bách lại có một cái kiến thức cả chiến lược lẫn thực thi, và hôm nay Bách thì sẽ chia sẻ với chúng ta về các cái tip để mình triển khai cụ thể dành cho cái công việc của mình ở trên Facebook.